công ơn của cha mẹ mình ví như trời như biển, không bao giờ quên được. Thì hai em phải bưng những ly rượu mừng để chúc mừng cho cha mẹ mình. Hôm nay chọn ngày lành năm tốt. Và tôi mời, không mời cô dâu sẽ dâng cho mẹ chồng và chú rể sẽ dâng cho mẹ vợ nha. Đó. Hôm nay hai em phải ghi nhớ những câu tục ngữ của bà ta để lại: cha mẹ phúc đức sinh con hữu duyên, cha mẹ hiền lành sinh con hiếu thảo, ngày nay dâu hiền dễ thảo, đi gặp nhau sinh sản một thế hệ, mai sau giàu sang và tươi đẹp mà. Hôm nay mặc dù hai người cha hai người mẹ của mình đi rất là xa, không ở gần với hai em nữa, nhưng mà hình ảnh của hai người cha lúc nào cũng mãi ngự trị trong tim của Hồng Phong và Thí Liễu hết nha, lúc nào cũng che chở bao bọc cho hai em. Tại vì người cha của mình là tỏ lòng bác ái, lúc nào cũng thương con của mình, dù cho ở dưới suối giang cũng ngập trời thì thấy con mình hạnh phúc. Hôm nay sự chung dành để phần cha, chữ hiếu phần mẹ, thì đôi ta chỉ tin hai em sẽ uống rượu cho tôi nha, ngoé tay nhau nha. Hôm nay phần Hồng Phong và Thí Liễu đã làm được điều mà ba mẹ mình mong muốn. Hôm nay cha mẹ rất là vui mừng. Thôi quý vị ơi, Tướng Kiệt trân trọng mời những ly bia, rượu, nước suối, nước ngọt mình từ tân trai của quý khách thưa quý vị, để chúng ta hô thật to sau 3 tiếng điểm của Tướng Kiệt nha. Những cô gái mặc đậm đỏ, đậm xanh, đậm đen, đậm đẹp nè, và những chàng trai mặc áo mỏng quần nè, hãy vô thật to, thật lớn nha quý vị, để chúc mừng cho Hồng Phong và Thí Liễu hạnh phúc bên nhau. Tướng Kiệt trân trọng mời 1, 2, 3. Là dòng sông để em là biển rộng, anh sẽ là gió lộng để em là mây bay, anh sẽ là nắng mai để em là quả cỏ, anh sẽ là lối nhỏ để em bước vào đời. Chúc họ nhà trai có được dâu hiền, họ nhà gái có được dễ thảo. Chúc mừng cho Hồng Phong và Thí Liễu trăm năm hạnh phúc. Hôm nay Tuyết Kiệt cũng mời hai chị Hiền và chị Hương để đi xuống bàn nha. Hai chị hôm nay rất vui rồi, có vô và rể sớm sau này còn có hoàng tử công chúa của Hồng Phong và Thí Liễu nha, lên trước bà nội bà ngoại nha. Giờ hai chị có nói điều gì muốn nói với những gạch quý không, nói gì không? Rồi hai chị hiền quá, dễ thương quá. Hôm nay chị Hương với chị Liễu muốn cảm ơn quý nhân khách đã thay lời cho các chị nói nha. Trong buổi tiệc nào cũng vậy nha quý vị, gia đình nào cũng bận rộn, có những gì sợ sơ sót nhỏ đó quý vị. Quý vị xem đó là buổi tiệc của nhà mình mà quý vị nhẹ nhàng bỏ lỗi cho chị Hương với chị Hiền nha quý vị. Rồi trước khi xuống bàn đại khách thì Tuyết Kiệt cũng mời chị Hương, chị Hiền lại đây coi. Hai bà xui coi, bữa nay đẹp quá. Sức khỏe dồi dào nha, lo cho nội cho ngoại của mình thôi nha. Cái thôi đó, thằng mặt thầy ơn nha đó. Quá tuyệt vời vậy. Rồi sau này đời sống đầy đủ của Hồng Phong và Thí Liễu do hai chị mình đảm nhiệm nha đó, chị Hiền chị Hương nha đó. Lo cho con rồi còn tiếp cháu ngoại cháu nội rồi cháu cái tóc nha, lo hết. Giờ tới kỳ mời Hồng Phong và Thí Liễu sẽ có một nụ hôn nồng cháy ấy ân đi, để cho những vị khách quý đây hai quan viên hai họ đi chứng kiến là những cô gái chưa có gia đình, những chàng trai có chưa có vợ ha, đó có chú nụ hôn này nha. Ôi anh chú rể đẹp trai sẽ kiếm cái nào của cô dâu mềm mại nhất đây, đó là em ớt nha, còn cô dâu kiếm con nào có chú rể cứng cáp nhất đây, đó là bờ vai ha, đó bờ vai chị tròn lên cái tay tròn lên bờ vai đó, chú rể ôm em ớt đi, hai cái tay ôm em ớt trên dưới đây nè, nhìn nó còn cô dâu dựa lên nữa nha, hai quay mặt ra đây nha. Cái kỳ sau 3 đến tiếng tím nha, kiếm vào 2 3 vô. Rồi mấy em nhỏ giữa tay nha, cho chúc mừng cho anh Phong với chị Liễu hạnh phúc nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rồi hôn hoài ha. Bữa nay vui quá hôn hoài ha. Rồi bữa nay hai người ở bên nhau rồi, không còn phòng không lo sợ nữa. Có những gì khách quý chứng kiến là mình đã là vợ là chồng với nhau rồi. Ơi chúc mừng cho hai em, từ nay chúc một con thiền tình nha, lèo lái đưa nhau bên bờ hạnh phúc vĩnh cửu. Rồi xuống bàn xếp khách ạ, chúc hai em sớm được làm ông chủ nha, lên chức ông chủ cả nha, giám đốc ngân hàng mà bán ra vàng ngọc xoàn vậy nha. Kéo bà mượn cái bánh